Hello anh em, là mình nha. Ấy clip hôm nay á, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách thức mà đánh cái lốc mà nhôm cái báng này chân ở đây. Đó. Thì cái xe này đi lâu năm rồi thì nó hay bị ngà vàng, nó ố vàng như này á. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm đơn giản nhất, nhanh nhất. Đó. Còn anh em có thể là mua cho mình một cái lon Kana như này nhé. Cái lon Kana này nó bán rất sẵn trên thị trường. Cái lon Kana này thì nó sẽ làm được một số những cái việc như sau. Thứ nhất là anh em sẽ có thể đánh bóng những cái bộ đồ nhựa ở trên xe này đó, hoặc là anh em có thể lau cái này, nó cũng rất là nhanh sạch anh em nhé. Anh em không cần phải cầu kỳ là phải là dùng những cái dung dịch mà tẩy nhôm này như các thứ gì nọ kia cho nó phiền hà ra, chi phí nó đắt đỏ đấy. Còn cái cách làm này thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể làm tại nhà, và một cái ý nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em là làm cho cái này nó chuyển sang màu đen nhánh nhé. Cái này khi mà mình đi xe một thời gian, nắng mưa nó vào ấy, nó sẽ bị bạc màu. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em là làm cho những cái này nó đen. Nói chung là cái nhựa sần làm xong nó sẽ đẹp đúng như nguyên bản của nó. Đó. Ok. Còn bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà làm cho cái này nó bóng mới lại và đẹp lại. Cái cách đơn giản thôi. Nói chung là những cái clip là mình làm ấy, mình sẽ hướng dẫn anh em làm như thế nào cho nó ok. Những cái vật dụng này nó rất là dễ kiếm này, chi phí rẻ đó. Còn cái này là mình hướng dẫn chung cho các anh em, có thể là một số các anh em mà đang muốn học nghề, hoặc là một số các anh em mà có thể là tự chăm sóc cái xe của mình ở nhà đó. Thì cái hộp Kana này của mình thì cũng đang dùng dở, thì mình nó bị dính bụi vào nhưng mà không sao. Thì anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái cục mút như này. Cái cục mút này mình đang làm nên nó bẩn này, nhưng mà đại ý là nó như thế. Thì cái này quá trình các bạn đi lâu ngày nó sẽ bị ngà màu, nó chuyển sang màu vàng anh em nhé. Đấy, ở trong này anh em có thể nhìn nó rõ là màu vàng luôn. Đó. Thì cái cách thức đánh cái này nó rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần quệt một xíu vào đây và anh em đánh, anh em lau. Đó. Chỉ cần vài nhát như này là anh em đã thấy nó khác hẳn nhé, nó sáng hẳn lên luôn. Và anh em sẽ chuẩn bị cho mình một cái rẻ. Đó, anh em chuẩn bị cho mình một cái rẻ này, khi anh em lau cái này thì nó sẽ thôi cái nước đen đen này ra, này anh em sẽ phải lau sạch nó đi. Đó. Rất là đơn giản thôi. Thì ở cái clip lần trước thì mình có hướng dẫn anh em mà tự mình rửa cái xe sạch ở nhà đấy. Thì nhiều anh em comment này bảo mình bắt chước cái anh Phạm Luân ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Mình cũng nói thẳng một điều như này này, mình làm thợ, mỗi thứ biết một ít. Mình không học ai cả. Cái này là do mình làm, cái này là mình làm rất là lâu năm nay rồi. Chẳng qua là mình không chưa hướng dẫn anh em cái cách thức mà để làm như thế nào, rửa như thế nào cho nó sạch thôi. Đó, nói thẳng ra như này này, học hỏi là chính chứ không ai bắt chước ai cả. Đó, phải dùng cái từ học hỏi là chính. Đó, anh em thấy đó, nó bóng nó đẹp hơn nhiều luôn. Chỉ cần mấy nhát thôi. Đó. Còn cái này anh em muốn nó bóng đến đâu, nó đẹp đến đâu là do anh em nhé, do độ tỉ mẩn của anh em, độ cầu kỳ của anh em. Còn cái clip thì mình làm thì mình chỉ bôi một đoạn chỗ này thôi để cho anh em thấy. Mình không thể làm hết toàn bộ cái này được, như thế nó rất mất thời gian. Đó, thì bây giờ là mình sẽ lấy cái rẻ sạch cho mình lau đi này. Ok, khi mà lau ấy thì anh em nên là di đi di lại như này. Mình cảm giác như mình di nó nóng cái rẻ lên ấy. Đó, nó sẽ thôi được cái đen xì rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay cận cảnh vào cho anh em coi. Đó, anh em có thể thấy cái trên và cái dưới nó khác hẳn nhau luôn. Đó. Nó bóng nó đẹp như nước mạ mới của nó ban đầu. Và cái này là nó sẽ bền anh em nhé. Nó không bị sùi lại đâu. Ok, sau khi làm xong thì anh em chuẩn bị cho mình một cái lọ RB7. Lọ RB7 để làm gì? Thì khi anh em làm xong thì anh em có thể là xịt một nước phủ RB7 lên đây. Đó. Thì để mình tìm cái lọ RB7 nó không biết là mình để chỗ nào rồi. Đây rồi anh em ơi. Đó, thì cái hình thức cái lọ RB7 là nó sẽ là như thế này anh em nhé. Nó là dạng xịt, nó chống rỉ rồi là đây anh em có thể nhìn thấy nó, cái hình thù của nó này cắm vào những cái ổ rắc điện này, xịt vào để cho nó tiếp xúc tốt này, chống rỉ ở bàn lề này,
con ốc này đó, rồi là chống rỉ trên xe đó. Cái này thì nó cũng thân thiện với xe thôi, không có gì cả đó. Thì những cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ về cái lọ LV7 đây. Cái lọ này nó cũng tương đối là rẻ thôi, và cái lọ này anh em có thể rửa sên được nhá. Đó, cái clip lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà rửa sên, thì có thể là dùng cái dung dịch như thế nào để rửa sên, và dùng những cái dung dịch như thế nào để anh em có thể xịt vào là ok đó. Thì mình thấy ở trên YouTube có rất nhiều anh em là mua những cái chai sửa sên của Motul hay là của Liquimoli các kiểu con đà điểu ấy. Thì thứ nhất là chi phí nó rất là đắt đỏ mà nó không đa năng anh em nhá. Đó, thì cái clip lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách rửa sên tại nhà. Mình rửa theo cái kiểu của mình, chứ mình không rửa theo những cái clip mà một số các anh em chuyên về rửa sên, rửa xiếc nên làm đó. Thì cái cách rửa của mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em như thế nào cho nó ok nhất, mà anh em có thể tự làm ở nhà đơn giản nhất đó. Ok, thì đấy anh em có thể là nhìn thấy cái này nó đã đen nhoáy rồi. À, nó đã đẹp lên rất là nhiều rồi. Mình nói nhầm cái ổ điện nhoáy đó. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em, và bây giờ anh em sẽ chuẩn bị cho mình cái lọ xi đánh giày đấy nhá. Lọ xi đánh giày anh em nhá. Đó, chứ không cần phải những cái lọ mà bôi đen mà của Liquimoli các kiểu ấy, rất đắt đỏ. Cái lọ này thì anh em mua tầm 10 đến 12 nghìn gì đó. Cái lọ xi thái này 12 đến 15 nghìn ấy thì mình không nhớ lắm, nhưng mà đại loại là mình dùng hết rất là nhiều cái lọ này rồi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em tiếp. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ để ý cho mình cái này. Cái nước nhựa nó ở đây nhá, nó sần như thế này. Đó. Nếu như một số anh em thì mình có thấy là vác cái lọ sơn ra, tháo cái này ra, mang cái lọ sơn ra xịt cái này xong rồi nó mất hết cái nước vân sần sần ở trên này đi. Nó rất là xấu, mà nó lại thành đen bóng anh em nhá. Rồi, bây giờ là mình sẽ vừa cầm máy quay vừa cầm cái mút này là mình sẽ lau cái này. Đó, thì anh em chỉ cần thấm một ít như này thôi, và anh em bôi ở đây. Đó, anh em cứ bôi thoải mái không sao cả. Mình tin chắc là mình làm cái clip này xong ấy, một số anh em lại comment chửi mình là dùng những toàn đồ hóa chất các thứ nọ kia, xong rồi là vân vân. Nói chung là chỉ nói thế thôi. Đó, nhưng mà các anh em phải hiểu là mình hướng dẫn anh em như thế này ấy, là mình hướng dẫn anh em chân tình luôn. Còn để sử dụng những cái sản phẩm mà như kiểu nước rửa xô nát các thứ ấy, đắt đỏ đấy thì anh em ít có thể là tiếp cận được. Còn một số anh em đại gia rồi, lắm tiền nhiều của rồi thì không nói. Còn đại đa số anh em ấy, muốn chăm xe ấy, đó, thì không thể tiếp cận được. Mình sẽ hướng dẫn anh em như thế nào mà để mà dễ tiếp cận nhất, ngon bổ rẻ đó. Chứ anh em đừng có so sánh những cái clip và kênh của mình với một số kênh của người khác nhá. Mình không cần biết người ta làm như nào, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn anh em làm như theo cái cách của mình đó. Còn cái xe này là mình làm xong là mình sẽ bán cho người khác đó, mà mình làm xong mình bán cho người khác mà mình còn làm được như thế này, cái xe anh em đi chẳng có cớ gì không làm được. Ở cái clip lần trước thì mình cũng đã đánh rửa con xe này rồi, ở cái clip này thì mình phải làm những cái chi tiết như thế này. Đó, thì bây giờ là mình chỉ lau một xíu cái chỗ này thôi. Thì cái cách thức lau cái này nó rất đơn giản, như anh em đánh giày ở nhà đấy. Rồi, bây giờ là mình sẽ phải lấy cái rẻ. Cái này là mình vừa cầm máy quay mà mình vừa làm này, nó sẽ hơi rung rinh, anh em sẽ thông cảm cho mình nhá. Một số các anh em có comment theo cái dạng kiểu sổ nhi, trẻ trâu ấy, thì mình không chấp làm gì cả. Kênh của mình là kênh của mình, nhưng mình không làm theo cái kênh của người khác, mình không học theo cái kiểu cách của người khác đó. Còn một số các anh em mà cứ comment là dùng các cái đang làm clip thì lại viếng ngay vào cái ông đồng lát ở trong miền Nam hay gọi là mấy ông ve chai đó. Thì nhiều anh em cứ comment là sao không dùng những cái sản phẩm mà xô nát xô nếp các thứ thì nọ kia đấy. Thì bên mình trước mình cũng có dùng những cái sản phẩm như thế, tùy vào cái gói cước mà anh em làm nhé. Đó, thì nếu như anh em có thể nhận xe người ta ấy, nhận giá cao thì anh em mới dùng những cái sản phẩm đắt tiền như thế, và những cái xe mà cao cấp thì anh em mới sử dụng những cái sản phẩm đắt tiền như thế. Còn những cái xe bình dân học vụ này thì không cần thiết đâu. Đó, còn cái đây là cái cách mà hướng dẫn anh em có thể tự làm ở nhà. Anh em có thể sắm những cái đồ này nó rất là rẻ tiền,
cái lọ xi đánh giày thì có khi anh em không cần sắm, nhưng anh em ở nhà cũng có cái xi để đánh giày đó. Thì anh em để ý cho mình, khi mà mình đánh xong nó đen nháy như thế này đó, và những cái vân vân sần ở trên này nó vẫn cứ zin theo xe anh em nhé. Đó, anh em có thể để ý cho mình một vòng như này đó. Thì anh em sẽ thắc mắc là cái nước đen này nó sẽ kéo dài được bao lâu, thì mình cũng khẳng định luôn là mình đã làm trên chính cái những cái chiếc xe của mình đi hàng ngày đó, thì nếu như một nước anh em bôi như thế này ấy, thì nó sẽ giữ đen cho anh em khoảng 6 tháng cho đến 8 tháng anh em nhé. Đó, 6 tháng đến 8 tháng mà chi phí bỏ ra anh em chỉ mất có 10, nói chung là từ 10 đến 15 nghìn tùy. Thì có thể cái lọ này hình như là 12 nghìn thì mình không nhớ rõ. Đấy, anh em chỉ bỏ ra có 12 nghìn nên mà sở hữu được cái nước đen xì như thế này quá là đẹp luôn. Đó, đấy mới là cái điều cần nói anh em nhé. Cứ còn bây giờ anh em bỏ ra những cái lọ mà nhập khẩu kia vài trăm nghìn một lọ ấy, mà để bôi đen được mỗi tí cái những cái chỗ như thế này trên xe, ví dụ trên xe gym này thì thường nó là nhựa sơn, nó chỉ có một hai cái nốt nhựa màu nhựa đen sần ở đây thôi. Anh em bỏ ra vài trăm nghìn thì anh em bôi được mỗi cái tí chỗ này nó có đáng hay không, đó mới là cái điều cần nói anh em nhé. Một số anh em mà hay comment theo cái kiểu mà trẻ trâu ấy thì tốt nhất là đừng comment đó. Mình xin nhấn mạnh một điều là như vậy. Còn mình rất hoan nghênh anh em đã tham gia cái kênh của mình và xem những cái clip của mình. Clip này của mình thì mình sẽ hướng dẫn cho toàn bộ anh em, có những anh em mà nhiều tiền hay có những anh em là ít tiền, ai cũng có thể làm được. Còn những cái sản phẩm đắt tiền nhập khẩu kia, vài trăm nghìn một lon ấy, thì ai chẳng mua được. Nhưng vấn đề là nó có đáng để vào cái những cái xe, ví dụ như cái xe của bạn ấy, nó chỉ một tí này thôi. Như cái này ví dụ như các bạn chỉ bỏ ra 10.000, bạn bôi 2 lần trong vòng 1 năm. Đó, như cái lọ kia của các bạn bỏ ra vài trăm nghìn, bạn bôi được 2 lần trong 1 năm, nó có đáng hay không là điều quan trọng. Đó, ok chưa ạ? Đây, cái này là bóng nắng như này đó. Còn cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em mà làm những cái chi tiết khác, có thể là đánh nhựa này, sơn này. Ở chỗ này thì mình có đánh qua rồi, nhưng mà vì cái xe này nó đi lâu quá rồi, nó ra hai màu sơn. Đây là cái này là cái tem cũ của người ta. Đó, mình về nó bị rách rồi thì mình lột nó đi và mình sẽ dán cho họ cái tem mới ở đây. Thì chỗ này là nó sẽ không khớp theo cái đường tem cũ của người ta, nó tem cái trước nó to. Đó, bây giờ chỗ này nó bị lâu ngày nó bạc rồi. Thì đây là mình mới đánh qua đó, còn phải đánh thêm nữa. Đó. Thì cái clip lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em là còn cái clip lần sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em là dùng cái lọ Kana ở đây này để đánh đồ nhựa này. Đó, thì anh em có thể là dùng một cái lọ này làm một công vài việc luôn. Chi phí để mua một cái lọ này nó cũng tương đối là rẻ. Nó chỉ mấy chục nghìn thôi. Nếu mà để mà nói về đánh cái xe này, một lọ này anh em có thể đánh bét nhè luôn, không lo là bị hết. Đó. Ok, xin chào anh em. Rất cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Đó. Nếu như anh em có thắc mắc gì thì có thể comment ở phía bên dưới ấy, thì mình sẽ giải thích thêm về những cái cách mà tự chăm xe tại nhà ở đây. Đó. Thì mình luôn luôn sẽ hướng dẫn anh em những cái cách nào mà hiệu quả nhất, chi phí